Tiếp tục series ăn gì ở chợ Hồ Thị Kỷ thì hôm nay tôi sẽ dắt mọi người đi ăn món cút lộn xào me nằm núp trong con chợ này nha. Điểm đặc biệt của cái tiệm này mà tôi muốn đề cập đến là ở đây cô luộc hộp vịt lộn và cút lộn bằng nước dừa. Hỏi sao tôi biết thì trên bảng cô có để nha. Luộc ra thì ở đây còn có xào me nữa, mà thấy mọi người có vẻ là chuộng xào me hơn hay sao mà order xào me quá trời luôn. Nên là tôi cũng bắt chước order một phần xào me. Trứng sau khi luộc xong thì sẽ đem lột vỏ và cho vào chảo xào với sốt me đã pha sẵn. Đảo qua đảo lại một lúc rồi vớt ra dĩa cho thêm rau răm, hành phi, đậu phộng. Order một dĩa là một chục trứng cút lộn và một cái hộp vịt lộn. Tổng cộng là 46 cành, do có hộp vịt lộn xào me là 16 cành rồi nha. Sốt me thì sền sệt, vị thì chua chua ngọt ngọt mặn mặn, trứng thì xào vừa tới cho nên ăn thấm vị. Không biết mọi người sao chứ tôi ăn thì thấy hơi mặn nè.